Và đến chim hồ Anh vô ở đây. đâu? Ở góc trên phải không? Ok. Ok. Đợi Ok, bắn. và bây giờ mình sẽ đi lấy vô gara của mình lấy máy bay để đón anh Phương cái đã. Ở trong AFK có máy bay nữa ghê vậy. Tưởng Nó tượng có game cái ảo anh, ba mình tưởng chữ. tượng đi. Mình tưởng tượng đi, mình tưởng tượng nó là máy bay đi. Ở góc trên nghe em. Ok. Anh có thể nào miêu tả là trước mặt anh là cái gì và anh đang ở đâu không? Chứ mà anh là con cá sấu. Nhưng mà lắc quá, mới vô lắc. Lắc quá trời. À, đúng rồi, Mới nó vô lắc lắc lắc. mát lắc quá. Cá sấu thì gần đây không có, địa bàn này em nắm rõ lắm. Ok. Ok, được rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel game offline của mình ha. Rồi, bị cá sấu làm thịt luôn rồi. Má. Ok, em remote spawn lại. Miễn sao là trước mặt anh là biển là thấy là đúng vô cái địa bàn em đó, vô khu em sống rồi đó. Thì hiện tại bây giờ là mình đang co-op với em Mê Game các bạn. Vào tham quan cái map của em Mê Game á. Tham quan công viên khủng long của em Mê Game. Đây là cái map Genesis á. Này chỉ là biệt thự thôi chứ chưa có tập xa, em tính mới làm là công viên luôn tại vì còn ít thú quá. Ok. Thì là biệt thự của Mê Game. Biệt thự của mình thì chỉ nằm ở trong game GTA 5 thôi các bạn. AGK thì là làm gì có biệt thự. Anh là thường anh chỉ thay xây mấy cái foundation đó. Rồi để mấy cái bàn lên là xong phim rồi. Kìa kìa thấy kìa thấy kìa. Theo ngôn ngữ của em là gọi là cái chòi dịch Vậy là anh đang xây mấy cái trò dịch mình đang lầm tưởng là cái nhà đúng không? Dạ. Em ơi mấy con cá sấu nó cứ theo mấy anh rồi. anh thấy cái bảng của em chưa? Thấy rồi, thấy rồi. 600 mét nữa. À, anh đang ở hướng nào của cái bảng của em ạ? Nếu mà nhìn từ cái bảng ra ra biển, Em đang gần anh tới đang đó, em đang đang gần à. tới đó. Nhưng mà khu vực này nhiều chi ke với vậy một đống luôn á. Nhiều lắm. Ở đây có cái bàn tele gì của em nữa hay gì nữa. Phải không? Có luôn hả? Có luôn hả? Đâu 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 đâu. Không phải cái bàn tele, cái bàn này là cái bàn triệu hồi boss. Ở trong này nhảy nhóc trên độ luôn. À, rồi rồi, em nhớ rồi, em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi. Bây giờ Biết anh Phương lẹ ở đi đâu em rồi. ơi. Nó có con đu đô gì bự với trời bự bằng con cá sấu luôn kìa. Nó màu vàng đúng không? Màu đỏ bự bằng con cá sấu luôn thấy ghê vậy. Giờ con đó là Rim, Alpha Rim. Rồi. Anh qua đời nữa rồi mẹ. Ok, Cái thế để giới tính của mày game gì đâu toàn khủng sao. long dữ dữ không anh. Mới vô bị ăn thịt hoài. À anh xuất hiện ở đâu rồi? Ô. Rồi rồi, anh đâu? Anh Miêu thấy cái tả đi. bàn cái bảng gì em khắc cái chữ mê game nè, Asin. Asin là bạn Đúng em rồi, hả? đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ba Asin, em gọi nó là Asin không á. Asin đó, ok. Đâu, anh đang đối diện bảng hay bên phải bảng hay bên trái bạn? Đây nè, Anh đây thấy em nè, bay đây nè. bay không? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Anh đây nè. Trước mặt luôn phải không? Em Đúng bay rồi, đang bay rồi. bay tới đúng Đó, không? đáp xuống em ơi. Bên phải. Bên phải. Rồi, ok đây nè. Bên phải. Thì nào, bên phải của em nè. Hay là ngược Đây lại, nè, em bên đây nè, trái đây mà. nè. Lùi lại. Thấy là đây, em vừa chạy bờ cho anh cái đã. Ok. Ok. Ủa, nó khóa Rồi. thăng với em. Đó. Em kiếm cái áo hoài không ra đấy. Về em làm cho anh cái áo đó. Rồi chưa? Mày vô chưa? Rồi anh em mời nè. Rồi đó. Rồi, ép cá chưa? Anh đồng ý chưa? Rồi ok, rồi. Rồi. Nè anh cởi rộng em về đi, em chạy Đây bộ đây. nhanh lắm. Ba đát. Đra ke. Con gồng băng. Lâu lắm rồi mình không cởi mấy con gồng này hết bạn. Đồ. Lâu chơi lại game AGK của em á. Ok, để mình về mình cái trò dịch của mình để mình làm cho anh Phương một cái bộ đồ coi. Với cái trò dịch của em hả? Đây đây là cái trò dịch Cái em trò đây. dịch gì mà nhìn sang với trời. Nếu mà nói là kiểu nếu mà nói sự thật là gọi là cái trò dịch, còn nếu mà nói mà kiểu như văn hoa là nơi sinh ra huyền thoại, hiểu Ghê không anh? Ủa mấy cái bàn này là mấy cái bàn gì em? cái này là em làm đang kiểu như công trình thi công cementin, nấu xi măng. Là mấy cái bàn này là Em dùng để chơi nấu lần xi măng hả? nấu xi măng á đó, chơi lần 10 cái vậy đó, kiểu như cái xe để trộn hồ vậy đó. Nhưng mà nó nấu rồi nó Chơi ra lần cái 10. bàn nào, nó ra cái bàn nào? Mỗi cái là một kiểu như nấu là ra tại bàn luôn anh. Đâu đâu em nấu ra anh coi thử ơi. Sao nó không ra vậy?
Không, anh bỏ sim, bỏ chi tin vô sim minh tin á anh, trời ơi sim ăn là sim minh tin đấy. Biết rồi, nhưng mà đâu em bỏ vô thử coi, nó đâu có ra đâu, anh đâu có Rồi thấy cái đó. đồ chế đâu, hình như nó bị lỗi rồi. Từ từ. Từ từ, anh chưa bỏ chi tin vô mà. Ai da, cái kiểu này là lâu quá không chơi là không nhớ cái cách mà làm sim tin. Không, đáng lý ra nó phải có cái hình kia mà, nó phải có cái hình để mà cho. À, tại anh chưa học mà, anh chưa học. Anh phải À, học nó. hiểu 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 hiểu. Ok. À, do mình cấp còn nhỏ mình chưa có học các bạn. Mình mới vô à. Lỗi quá. Ra đây em tặng cho anh mặc cái quần bớt lạnh nè. Ok. À, quần lá Là cây. yêu thích cái series ARK này của mình với em mê game thì các bạn nhớ like nhiều nhiều vô các bạn. Để mà mình với em mê game rảnh rảnh thì cô ốp có động lực làm tiếp cho bạn xem. Tại vì nhiều bạn bữa giờ nói ARK rồi á, mình không có ra, nhưng mà không có chơi nhiều á, do mình không có ý tưởng mới các bạn ơi. Giờ mình vô mình rủ mấy em kia vô chơi cho nó vui á. Thì hy vọng là các bạn ủng hộ thì like đăng ký nhiều nhiều vô. Kéo 500 anh em đồ đăng ký nhiều nhiều vô các bạn. Đó đây nè, em quất cho anh cái áo nè, anh muốn mặc áo giáp hay áo mưa? Anh muốn Muốn gì, muốn gì, anh muốn gì, muốn muốn gì? Tránh xa ra, tránh xa ra, tránh xa ra, tránh xa ra, tránh xa ra. Đó. Đừng không. thấy người có nhan sắc rồi sáp sáp vô. Đừng thấy người có nhan sắc rồi sáp sáp vô. Cái tay nè. Nóng nực chết rồi đưa mặc áo giáp sắt em vãi. Vậy vậy anh mặc áo cày đi. Đó. Ok. Vậy đưa em lại cái áo giáp sắt. Em không có biết giải che thân nè. Là trái máu là hy sinh luôn. Rồi dùng cái đó đi, tí nữa em lại mặc. Đó, chào em đó. Rồi. Rồi mặc nhiêu đây đủ rồi, đủ ấm rồi. Trời này Ok. nóng nực mà mặc gì nè các bạn. Mặc mấy cái áo Giờ giờ lá anh này muốn nó bị hâm là chết luôn. ok, đi 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 theo em, đi theo em, đi theo em. Đây. Ok. Đi khám phá map của Mê Game đó các bạn. Game mà. Nhớ like đăng ký nhiều nhiều vô nha các bạn. Rồi mình coi có mấy map mới gì đó. Hai anh em mình đi khám phá cho các bạn xem. Anh đâu rồi, anh đâu rồi? Ở bên Đây đây đây. là gì em? Bên đây là cái biệt thự của em, đương kim Ghê gala vậy luôn. trời. Anh nhìn từ xa, nếu mà em trưng mấy con rồng vô là y như là cái nhà bán xe vậy đó, xe hơi mới ghê. Vô đây thì anh thấy là kiểu như nhà trẻ vậy đó, sơn bảy màu hết Nhìn ghê vậy trời. Mình biết bao giờ mới xây kiểu nhà được gì các bạn. Đúng là nhìn mấy em này làm khéo ha. Em á. xây Các bạn biết không, mỗi nhà, mỗi cái season đó là mình thiết kế một cái kiểu nhà riêng đó. Kiểu như mình mà chịu đi học, mình học thiết kế xây dựng là ngon rồi. em làm gì là ngon lành luôn á, đẹp lắm luôn á trời. Mình bây giờ mình chơi cái game ARK này nó luôn chứ nói chung là muốn nát luôn các bạn. Mà chưa bao giờ mình biết là xây cái quỷ này mà để mà đặt ở dưới nước á. Sao em đặt ở dưới nước rồi? À đặt Đây mình. đây là anh lặn xuống là anh biết anh là cực khổ vãi đâu luôn. Nó biết bao nhiêu cái cọc mà chúng ta cắm xuống đất. Là một cái bí mật nữa mà có thể anh chưa biết nè. Trong cái Đâu? quá trình xây dựng anh nhìn xuống đây nè, anh nhìn xuống đây nè, anh thấy gì không? Đâu em? Đây, anh về phải, anh về trái nè. Thấy không, anh bước xuống đẩy với đi hồi em pick up cho lên. Rồi. Đó, đáng lẽ là ban đầu em tính là xây trên cái nền này luôn, nhưng mà em nhớ em đi anh nghe chấm chấm không, lục chấm Nghe. lục chấm không, Nghe. nước không, em nhớ là cái quá khứ mà em bị nhà em bị ngập, cho nên em phải quyết định nâng lên một tấm nữa. À, không mà đúng là các bạn thấy không, xây nhà kiểu này là đầu tư thời gian dữ dằn lắm các bạn. Không phải là mình không làm được nhưng mà cái vấn đề là mình làm biếng á. Rồi tôi xây cái này là đầu tư dữ dằn để cho mà các bạn xem được cái nhà, cái biệt thự ở trong cái game này thôi là nó rất là mất thời gian. Bây giờ mình qua mình coi ké. Rồi bữa giờ em bắt được con gì Anh rồi? qua anh ở ké cũng được nữa. Hôm giờ thì em bắt cũng bèo bèo đó. Toàn hôm qua thì chết con rồng, rồng lửa. Còn nay thú em để đây hết trơn nè. Em Chỉnh lại tính thời tiết là nay. chỉnh lại thời tiết Ok buổi sáng ok nha em. Nếu mà cho nó qua cái trời mưa khó nhìn quá này các bạn xem nó không phê. Vậy thì anh đứng yên chỗ nha, em tua nhanh thời gian. Ok cho nó qua thời tiết mưa đi các bạn. Thời tiết này nó xấu quá. Cái map Genesis này nó có gì em không em? Ngoài cái thành phố Thành phố anh đi hết tương thành phố lai chưa? chưa, anh chưa đi hết nữa. Đi vô Ok thì đó khám phá không? Rồi xong rồi em ơi. Ok.
Rồi như vậy là mình với anh Game Offline thì hôm nay sẽ đi khám phá lại một lần nữa cái thành phố trong tương lai gọi là sao ta, City, mình chỉ đơn giản gọi đó City thôi. Để City future, ok, thành phố tương lai. Future. Anh nói sầm Thì sàm thôi, anh đâu biết tiếng Anh đâu. mà cũng đúng thôi. Ok đi anh ơi. Đây đã lại Nè gặp anh bay theo. Ok. Thì ở trong đó em nhớ không lầm là có một cái viện nghiên cứu nấm nấm, là có một viện, có một cái tàu bay của Bolit nè, nào có với tàu bay mấy nữa ông có chứ, có tàu bay. Anh đứng anh đứng lên nói đi như là công viên giải trí luôn hả. Một hồi em với anh lên trển chơi tàu bay, đây 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 hay lắm, hay lắm, hay lắm, đây là cái map kiểu như nó Genesis chở đấy mình đi các tham bạn. quan. Bạn nào xem live của mình trên Nonolive thì các bạn biết, tại vì hôm qua là buổi trưa mình có live trên Nonolive giới thiệu cái map Genesis á. Mình vào là cái map này nè, ở trong này nó có cái thành phố tương lai. Mà con em bay nhanh gì? Con em thì ông Asin đó, ông kiểu như là không có nâng tốc độ bay, chủ yếu là ông để đánh 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 quái không à. Con em Bay thì nhanh nâng quá. toàn diện luôn, bay con em bay nhanh mà đam yếu hơn tí. Ok, bạn nào thấy hay thì like, share và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Và anh Phương thì chắc là các bạn biết hết rồi. Game Ok, game và chúng hôm ta bắt nay, đầu. game hôm nay mà toàn chơi game online. Đó, anh đi tàu bay này chưa? Anh đi tàu bay này chưa? Phải khéo anh mới đi được nha. Cái này nó kêu bằng gì, City Limit hả? City Light hay gì đó, City Light. Ok, đầu đầu lên anh, đầu lên anh, nhanh 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 anh, nó sẽ cặp với rồi, cặp À với rồi anh em đi. có cái tàu Nhanh nhanh bay nhanh nó nhanh dài anh. ghê vậy. Nhanh 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 anh, nhanh 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 nhanh. Lên lên anh. Nó sắp rồi đó, Rồi 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 đó. rồi rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống không té à? Không té, đâu có té đâu. Thôi hay chưa. Ôi Ghê sướng vậy trời. nha. Ôi nhanh nha, anh bấm chữ K cái anh lăn chuột cho xa xa anh nhìn thấy đã lắm. Thôi. Cái ông nào mà ông lên cái ý tưởng cái map này nè, cực kỳ hay luôn, thấy không? Em đánh giá cái map này là hay nhất kiểu như từ trước tới giờ luôn á. Em có một bàn đánh giá luôn rồi. Hay Tại lắm. vì Đó, cặp bến rồi, ra 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 bến anh ơi, ra bến, ra bến, ra bến. cặp bến hả? Đó. Nhanh gì? Ở Cặp trong bến này rồi, nó cặp bến có rồi. mấy cái thang máy nữa, nó có mấy thang máy tự động nữa đúng không? Đúng rồi. Ở cái chỗ này phóng xuống đường em. Coi chừng chết nha anh. Cái miếng lưới Ừ, gì nè. anh đang yếu máu. Em cũng không rành nữa, đem thử coi. Chết không? Ui, té. Lọt lọt hủng quá luôn. Lọt dữ luôn hả? Lọt hủng quá luôn. Rồi rồi sao anh xuống? À, mình đi ngược lại, mình đi ngược lại, mình lấy con rồng. Đó, cái coi chừng tàu nó khởi hành á. À, mình lên nha, Em hình như lên là được mình hả? lên đúng không? Lên Đây được nè, qua em ở đây, đây nè, em ở đây nè. lên được qua đấy. Đi Đó. đi đi tham quan, ở trên này còn Đó, gì đó, nữa đó. để tham quan không? Bên đây hả? Bên đây mình đi vô đây chơi. Có gì không? Có Raptor dí không? Trong đây cũng có spawn ra khủng long nha. Có nữa. Ok, cái gì đây? Coi. Vậy em chạy nhanh thế. Anh đang speed lên chạy cho nhanh. Đây. Không mặc quần mà chạy nhông nhông các bạn. Đây là thành phố tương lai trong Ôi. Ôi ôi. À, hàng này là nó bán hàng đúng không? Em không biết là em quýnh không được. Ok, vô xe phải dưới nó tắm. Không có được đó em ơi. Thằng này là nó canh Ok. giữ nhà đá hay sao? Tự nhiên nó đứng đây làm gì ta? Bán hàng á, mấy thằng đó Ok. bán hàng á. Có mấy thằng ở dưới bán Trong hàng á. đây thì có đúng rồi, em có thấy. Coi Botanica. coi bên đây. Ồ, ở đây tới hai cái phi thuyền luôn các bạn. Cái phi thuyền đó là kiểu như là nó dẫn mình đi tham quan. Đây em rồi. Ôi nó rời bến rồi, nó rời bến rồi anh ơi. Lát nó quay lại cái gì? Ủa một lát nó quay lại thì mình sẽ lên cái chuyến thứ hai thử coi nó đi đâu. Đúng rồi. Cái game này các bạn nhìn là không ra game AGK luôn nha. Mình em cũng bất ngờ lắm chứ, mà kiểu như nó công nhận nó đầu tư thiệt chứ. Đúng rồi, cái ông nào làm ra Nếu cái map mà này bao đẹp. sau sau này mà nếu mà em có khả năng á, thì em sẽ làm một cái server trong đó thì ARK sẽ live PUBG, kiểu như là mình đứng trên con quét ha, mình thả xuống ha, cái nhảy dù xuống ha, loot đồ ha, đi bán ha. Trời ơi, trong đây kiếm thầy luôn. Anh có xuống dưới city, cái thành phố đổ nát chưa? Chưa có anh có xuống dưới rồi, hồi sáng anh có xuống rồi, nhưng mà cứ xuống lại đây Nguyên cho các nguyên cái bạn thành phố xem, đổ nát tại vì mình nghĩ là có nhiều luôn. bạn chưa xem á.
Thì video bên Nonolite thì nó phát lại nhưng mà cảm giác nó không được đẹp các bạn. Mình thấy là thôi xuống cho các bạn xem luôn á. Ở phía dưới cái thành phố này nó tới mấy tầng lận. Nó cao lắm. Để coi em coi bên đây có gì không. Nếu mà cái này mà em cầm cái cây súng vô á, rồi xong em bỏ hết mấy cái này nè, Cái gì à? mấy cái thông số vòng vòng á, mà em cầm cái súng lên là Ờ. xuống dưới cái thành phố đổ nát lại gan cái game Left 4 Dead luôn. Ồ. Đúng Cái rồi. game bắn zombie á. Rồi lát nữa mình xuống dưới cho các bạn xem. Chết rồi, anh bị khát nước rồi, cho miếng nước em. Đâu rồi, đi đâu rồi? Em đi xa thế. Em ở quầy số 2 nè. Đây đây đây. Đâu rồi anh, đâu rồi? Em quay số 2 số cũ nè. Đây đây đây, quá trời À khát đây nước đây em đây ơi. đây đây đây. Đây này, quăng trái cây nè. Giờ em hết biết Quá trời khát nước rồi các bạn ơi. rồi. Bình thường em ở quanh nhà, không ở nhà em là biển, em muốn uống nào Không ổn rồi. à. Ok, ăn ăn đại vô anh, em lấy rất là nhiều berry đây nè. Ăn hồi là lên nè. Ăn liên tục. Ăn chay đó các bạn. Lâu quá lâu rồi. Chẳng còn khác. Hôm nay là giáo sư là vô là kiểu như là nó quá là bất ngờ cho nên mình có chưa có chuẩn bị gì đồ đạc hay Chuẩn là bị phục đồ ăn chiếu gì sáng cho giáo điểm sư tâm. ở lại. Không chuẩn bị điểm tâm gì cho năng luôn. Ok. À đứng im để em tua lại cái ok, quay, nó quay lại rồi. Còn ở chiếc thị số 2 này không biết nó quay được chưa. quay 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 lại Lâu quay lắm. lại thường mấy thằng lập trình nó sẽ lập trình cái chiếc đó nó quay lại đó, nó tới rồi Ok, tới đó, rồi, nó tới rồi. tới nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu như là tàu bay airline. Cứt đấy. À, chiếc số 2 là bên đây đúng không anh? Chiếc số 2 là bên đây nè anh ơi. Chỉ bên đây mà. Bên đây cái đó số 3 rồi. Thôi, chỉ Ủa bên phải đây không thôi. ta? Để khoan khoan từ từ lên nha, để em qua đây em coi lại. Em nhớ là hồi nãy cái tàu đó bên đầu Cái bên tàu đây này nè. là hồi Ừ nãy đúng mình rồi, đi nhìn lên tàu. mà. Ủa kỳ ta. Ôi vậy về qua bên đây nhưng mà qua đây. Sao tí giá em kém thế nhờ? Ok. Rồi, let's go baby. Bên đó còn chiếc nữa kìa. À mày hình như là chiếc đó nó không có lái nên hồi nãy em thấy rất nghiêm. Ok, lên đường. Từ Đi từ đi coi nè. em làm cho anh cái chair được không? À đây rồi, đây rồi. Ok. Các bạn xem dành ra ít giây để mà like đăng ký các bạn. Ủng hộ mình đi, nhiều nhiều like vô mình làm tiếp cho các bạn xem. Đấy đây. Gì em? Ồ cho nó mẹ. Ồ đợi em tính làm cái ghế cho anh ngồi mà không được nên em đặt không được. Không đặt cái ghế được. Thử làm cái. Thử làm cái function để lên thử coi được không? Tàu Em chưa làm cái chạy. tao chưa Tàu chưa chạy. chạy nên ta bấm nút khởi động em. Khởi Không động chạy em. là đập tàu à. Lâu cái gì vậy? Không chạy là đập tàu á. Ôi, tàu này chạy lâu gì? Sao lâu thế ta? Quăng quăng qua Chưa cho anh tải. cái cúp ơi. Anh đừng đè đập chứ. Hay là tàu này nó bị hư rồi. Ơi chết mẹ rồi, cái này nó Quăng. hỏng anh ơi. Kiểu như quăng đồ lại ra nó tụt xuống dưới rồi, coi chừng té Đi đi chơi, cái tàu này không chịu đi gì chơi. khó chịu nha. Rồi sao xuống dưới được em? Bởi vì hôm nay mình đi con Từ rồng từ kìa. từ đó. À biết giờ nãy đi con rồng á. Mình đi Giờ con mình đi rồng cho quay nhanh lại đấy các bạn. cái tàu cẩu không? Coi chừng bay lên đây. Đây Bay đây đây lên. đây. Ừ. Rồi đi con rồng đi các bạn ơi, đi bằng tàu này lâu quá. Nhưng mà đi con rồng đỡ khát nước, xuống dưới gặp hồ nước uống. Đi đi tàu này nè. Ok giờ bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bến rồng để có thể rước hai con rồng về. Đi hai con rồng cho nó nhanh. Mà tàu này nó không chạy nữa Hồi nãy em nhớ nó cũng lâu lâu lắm nó mới chạy. À đứng yên lên đây thì để đứng yên vô góc này để em tua nhanh cho nó chạy nhanh nè. ha, hay á. Slow mo 5 thử coi. Nhanh đi bạn ơi. Nhận 5 tốc độ rồi mà vẫn chưa chạy. Ơi chạy kìa. Quá nó bỏ anh rồi, quá được. Ơi tao ơi, đợi tôi. Ôi rồi ơi. Anh cứ đứng đó đi, em về em lấy rồng rước anh mà anh cứ nôn nóng thế. Để em về em rước anh rồi. Anh về nhà nha.
Ok, ở nhà em có để cái mấy cái bét đó. Ok. Không ổn xíu nào mà. Gãy cổ. Thiệt là khổ. Rồi anh đứng yên ở nhà để em slow mo để em đi cho nhanh. Ok. Quá. Khổ các bạn. Đi vô. Đuối đuối. Ở đây em đâu rồi? Đây, đây, em đang chạy về đây. Anh thấy một số tự nhiên nó đứng im luôn. Ở trong này có quái gì mới không em? Quái thì nó vẫn kiểu như Anunnaki thì nó vẫn giữ cái truyền thống là vậy, nhưng mà cũng không có quái gì mới cả. À. Nó cũng cứ bình bình mà em nghe nói Eternal nó ra cái bản 2.0 rồi, nó mới nâng cấp, kiểu như cũng em hôm qua em cũng có làm một cái thử, làm cái review, nhưng mà em thấy không có gì thay đổi cho nên em không có review luôn. Tại vì nó thay đổi kết cấu thôi. Cái bản hồi trưa mà mình chơi á, là hồi trưa anh chơi á, cái mod Genesis mình là có mấy cái mod quá giặt nhóc chân luôn, đóng luôn. Lát nữa qua kia hai này mình đi khám phá lại. Ok. Đây mà. Mình lấy con quét đi cho nha, dễ anh này. Ok. Lấy con quét đi. Rồi anh lên đi, em để cái ghế cho anh ngồi. Ở đây anh ba cho em ngồi đi. Ok. Ngồi cho. Rồi rồi, ok. Hướng này đúng không? Rồi rồi, đúng rồi. Bài gì đuối với trời. Bài này tới tầm heo. Anh dừng lại, anh dừng lại, anh dừng lại, anh dừng lại. Cho em quay cái ghế. À, khỏi 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 đậu, khỏi đậu, khỏi đậu. Anh cứ đứng yên vậy rồi. Rồi rồi, được rồi. Để em ra ngoài. Quay cái ghế là nhìn bà con thiên hạ chứ. Ok. Đó, hết rồi, Rồi, em rồi bay ghế. đi. Em bay đi. Em bay đi, em chỉnh tốc độ bay cho nhanh. Em bay chắc tới chiều quá. Đó, mình ngồi ghế đi các bạn. Ok. Rồi. Giáo sư mà đi chứ. Ok, Rồi lúc đây cho nãy em em mang xuống. kia cho mấy game lái đi. Bình thường em. Số đây, let's Nách vú gì lum như vậy. tao có mặc áo đàng hoàng ấy. Anh à, nói anh Đâu có địa được. nó đưa góc camera gì vô nách vú lum. Bài cũng sắp mặt con quét. Rồi, anh cởi rồng đi, anh cởi rồng đi. Rồi ok. Từ từ. Rồi đó. Rồi thôi đi các Tắt bạn ơi. cái lát phone này. Ok. Công nhận Rồi. cái ông nào làm cái thành phố này, mấy ông đầu tư cái ghê hospital kìa, bệnh viện. Bây giờ anh có thấy mấy thằng nhảy Gangnam Style chưa? Để Anh có lại đi cái tàu ở đó chưa? đó, cái đó, cái thằng máy, kiểu như thằng máy. Công nhận cái thành phố này nó lớn nha các City Ồ, dưới đây có một cái đàn bướm luôn nè anh ơi. Đàn chim nè, đàn chim ảo nè. đâu đâu Holy shit. Nè nè nè, cái chỗ em quay. À, thấy đèn đen không? đâu Đàn chim ảo nè, anh bay lại em nè. Đó đó, anh thấy mấy con chim không? đâu ta Trời, trước mặt anh luôn đó. Kìa kìa, nó bay hả? Anh không thấy không luôn hả? không 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 Ủa, em thấy nguyên đàn chim cái chục con luôn, nhưng mà kiểu như chim ảo, nó chỉ bay lướt nó thôi chứ không phải là một con khủng long. kỹ đó, em bị ảo giác rồi đó ơi. Ở chỗ này có Không, thác nước nè, thấy ở chỗ rõ này có thác ràng. nước nè, em thấy cái thác nước không? Đâu 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 À thấy rồi, thấy đàn chim rồi. đó sao À đây à nè các đây bạn. đây cái này gọi là thác nước á anh. Cái này ống nước nó bị xì anh đó, anh đừng có mô phỏng quá, anh đừng có nhân quá nó lên thác nước. Đi em xuống dưới nè. À cái chỗ này là chỗ hồi sáng mình đi nè các bạn. Công nhận cái thành phố này nó lớn một cái khi ghê như vậy. À, anh có thử dùng cúp để đập mấy cái vật liệu không? Nó ra một cái vật liệu mới luôn, từ trước tới giờ chưa ARK chưa có. Chưa đọc thử. Đây, đây em đây nè, anh đáp xuống đây nè, à, ở chỗ này nè. Hôm bữa em có đập một cái kiểu như một cái ghế ở đây nè. Ủa bài Ôi, chim nhìn thấy ghê vậy. ra rap metal anh ơi, ra rap metal.
đâu đậu đồng xuống đây rồi nè, em đưa cho anh cái cúp nè, anh thử anh đập cái thùng rác này nó ra cái vật liệu mà từ trước tới giờ chưa có. Kìa kìa cái này nè, cái này nè, búa nè. Kiểu như là cái phế liệu, gọi là phế liệu. Này gọi là phế liệu à. Ok, ôi đây là, ôi cái cửa hàng bán súng nè anh. Long Nách nè, Asurai nè, Starkrai nè. Ôi có thả NPC nữa nè. Ôi, ôi vô đi mua được nè. Thằng trong này nó bán nè. Anh phải học anh mới thấy nha, anh có thể học anh mới thấy nha. Có. Ôi Genesis Token. Genesis Token là cái gì ta? Nãy giờ mình chưa thấy. Genesis Token này có thể là em chế hoặc là em học ở trong này nè. Nói chung là mấy cái mod này các bạn phải học nhiều thứ lắm rồi. Ôi trong đây có cái dầu nước này nè. Rainwater. Đâu? À, cái cọc này là cái dầu nước này em đi lại mới thấy nè. À, anh khát nước anh là đen uống nè. Đó thấy không? À. Đó. Hay đây hay dữ vậy. Thành phố này hiện đại quá các bạn. Mà công nhận là nó làm tỉ mỉ anh. Nó làm kiểu như nó... Không, anh nghĩ là cái này không phải là nó xây từ chút đâu mà nó copy từ cái game nào đó nó đem vô á. Em hiểu không? Cũng đúng. Các bạn có hiểu ý mình không? Thay vì là nó lập trình là nó sẽ xây từ cái nhưng mà không phải. Kiểu nó copy nguyên một cái map từ cái game nào đó nó đem vô đây luôn. Nó làm một cái map mới. Nó làm một cái thành phố này luôn. Chứ thằng nào rảnh mà ngồi xây từ chút gì. Cũng căng lắm rồi chứ không phải chơi à. Cái kiểu như cái mấy tháng trời luôn à. Trong đây lại có một thằng mặc áo vàng nữa. Ồ nhóc phải chơi vật liệu tàu lao ba xin gì tùm lum với anh em ơi. Ravi là cái gì đây? Ôi, ôi cửa hiệu bán quần áo này anh ơi. Anh lợi ngã ba này nè, sao chiếc xe công nông á. Vật liệu tàu lao gì tôi lưa hút me chứ các bạn. Đây là anh đi thẳng nè. À, bây giờ mới để ý nha, ở trong cái thành phố này máu nước gì nó tăng ghê lắm. Nhưng mà chỉ có đói bụng thôi. Đây là cửa hiệu quần áo Oravi. Thế à, thế à. Cho tao mua được không? Thôi cái gì vậy? Em nghe tiếng Anh giống như chặt như tiếng gỗ vậy á. Anh chặt đó nè. Mà có phải không? Mà có ra được gì không anh? Không, ra máu mà. Trời ơi, bán đồ gì quần áo cây lên luôn nữa. Các bạn xem nè. Bán gì ai mua không nội? Bán gì có quỷ đi vô đây nó mua mày. À, hai thằng này nó để hai bộ đồ để y gan, hai thằng này nó đi tè em. trí tưởng tượng quá siêu mày. Méo gì này là y gan luôn các bạn. Mình thêm thằng nữa là ba thằng nữa. Nghĩa hàng kia rồi. Ôi, trong đây có cái nhà giữ xe luôn nè. Bự thế. Ôi, nhà giữ xe này cao nha. Đâu? Nhà giữ xe ở sau cái tiệm bán súng hồi nãy. Mình vô đây ớn quá rồi. Ờ. Thì cảm giác hoang mang quá. Rồi. Không, rõ ràng là cái map này là nó copy từ cái game nào qua các bạn ơi. Có thể là ở ngoài kia thì nó xây thêm thiệt. Nhưng mà kiểu thành phố dưới này nè. Em chạy như siêu nhân như vậy. Rồi đi lên. Rồi ok, đi thôi anh ơi. Chỉnh sáng lên đi em. Chỉnh ban ngày đi, ban đêm okay. Nó ớn thường. Đúng rồi chưa. Mày coi em có thấy cái cửa hiệu gì nữa không ta? Ở đây là cái thằng cuối cùng các bạn, thằng dưới. À đúng rồi. Hồi hôm qua anh có vô đây anh coi có một cái có một cái cửa hàng tụi nó giống như một cái quán bar đó. Nó cho mấy cái con người máy nhảy sexy vô trong đó, em có coi không? Ủa ngon dữ, ở đâu đó. Cho em coi. Để mình dẫn các bạn đi xem á. Anh nhớ đường. Nhớ đường. Vui vô. Còn bao. Không phải đâu. Nó để gì vậy? Lớp lấp thôi. Thành phố này rộng quá các bạn ơi. Quá rộng luôn.
giờ bắn kiểu như thả chục cả cỡ trăm đứa vô đây bắn, cầm cái súng bắn rồi thầy chưa nữa xa thế. Anh không nhớ, anh không nhớ, anh đi vòng vòng anh coi thế đi. Ồ trong này nó bỏ máy lạnh tivi gì tùm lum nhưng ồ trong này có cái ngôi đền gì nè, ngôi đền nữa hả? À đây nè, cái trường học ờ đang bay qua ghê vậy trời. Ôi, nhìn này di gan là mấy cái game mà kiểu mà game kinh dị em, Outlast, Outlast 2 Left 4 Dead này nọ. Ừ, nhìn nó ngớ quá chứ. Chứ làm gì mà trong GTA 5, ủa trong gì AGK mà làm được cái máy này này. Không, sao mà chế à, à, sao em thấy, thấy. À đây nè, cái chỗ này là bữa em vô đầu tiên nè. Đó. Thì vô như cái chỗ anh đang đứng nè. Nhà này em lên em đi hết luôn, không có gì á. Ờ, à, có mấy thằng nhảy sexy đây nè em. Quá lằn vậy. À. Iron Man gì mà đúng là nó làm đẹp quá ha. À đây hả? À. 2, 4, 5 thằng. Có sáng tạo. Còn cái chỗ kia nữa, cái chỗ clip mà nó bắt mấy kia giống như làm nô lệ cho nó đó. Ui cái này là đấu trường nè. Phải không ta? Ờ à, đấu trường. Để đâu trời? Đâu em bay vòng vòng thế? Nó nằm trong cái phố đổ nát này, ui cái mặt luôn nào vậy? Ui nhà máy xử, xử lý rác. Hay nha, nhà máy xử lý rác được có gì không? À thì ra đây là cái chỗ mà để ráp Genesis top kèn anh. Đâu đâu đâu. Cái chỗ mà thôi, cái chỗ này đang gì dữ dằn lắm nè em ơi, tổ chức đại nhạc hội đây nè em ơi. Ô đây 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 đây. Đây 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 nè. Từ từ em đang kiếm anh đây. Ui này nó nói anh. À, anh rời khu vực đó chưa? Thấy chưa, em thấy gặp chưa? Chưa chưa. Ủa em không thấy gặp bay lên trời thôi. Không em đâu thấy được. Em đi xa rồi đâu có thấy. À. Đứng đây. Em lại cái chợ. À em nghe tiếng rồi, em nghe tiếng rồi. Em quẹo qua đây. Thấy chưa. À đây nè, bên đây nè. Rồi à, Rồi em đi xa. Là như thế nào? Ở đây tổ chức đại nhạc. À, đây hả? Trời ơi. Hoành tráng dữ vậy ta. Hoành tráng quá. Ghê hát ghê bài kiểu nó đang biểu quyết cái gì á. Đúng không? À, đúng rồi. Thầy da đói bụng, đói bụng em còn thịt, yên tâm. Thiếu nước thì có thể thiếu chứ. Thịt thì có đâu. Đó à, ở dưới nha. Rồi. Đây kìa, đó. Mẹ mắc kẹt đây rồi. Chết rồi. Rồi này là cám treo em nhịn đói đó. Rồi không sao, em có cách mà. Ủa trời ơi, em lấy không được luôn. Rồi. Rồi sắp mặt rồi các bạn ơi. Ở đây đây đây. Nè. Còn hả? Còn chứ còn nhiều lắm. For too long have the people in Upper Genesis lived without consequence. We have been down here far too long living off scraps. À, ở đây mình thấy để ý là có vài chữ Trung Quốc rồi các bạn. Mình nghĩ là cũng không có phải là kiểu như là cũng không phải xây ra đâu. Mình nghĩ đây là một người nước ngoài chứ không phải là một người Trung Quốc để xây được cái map này. Cho nên là chắc là nó copy cái map này của Trung Quốc hay là nó mô phỏng cái Trung Quốc ta. Nghĩa là nó copy khác giống vậy nè. Nó copy từ game nào em ơi? Đi ơi. Nó copy từ game nào quá. Tiếng này mà tiếng Trung Quốc gì vậy? Trung Quốc mà. Phải không? Tiếng này. Tiếng này tiếng gì các bạn? Trung Quốc rồi đó. Trung Quốc hả? Trung Quốc, chính xác là Trung Quốc. Tiếng Tàu rồi, Trung Quốc. Tàu. À em bậy quá, không được rồi. Hai thứ tiếng vậy mà lộn được. Đi em ơi. À đây mình tối ngày sầm sàm luôn nhìn luôn. Ôi đây có một cái nhà to mà phải nói chọc lên tới trời luôn hả anh. Cái này giống như khu chung cư vậy đó. Vinhome hay gì đó. Vincom Plaza. Ok lên luôn. Ồ dáng hình thằng nào đây nè.
Ok, để em ra ngoài trời coi em có cái khu nào mà chưa đi không ta. Ồ, thành phố này quá lớn rồi Quang ơi. Thôi ra ngoài ha, cảm giác trong đó nó tù túng quá tèo, ra ngoài này hít thở không khí chứ. Trời ơi, nó mệt. Vào bên kia có lửa bên kia. Ở đây mình bay lên. Ồ, vô đây nhìn. Vô đây Sao? nhìn cũng sang sang lắm nè anh, kiểu như là đây là cái viện nghiên cứu núm. Đâu em? À, anh có thấy cái kiểu cái nhà mà xong xong học đen không? Nè, bên đây à, đó anh chui vô đây À, nhìn, nhìn bên đây cũng sang sang sao nè, đó đây là một cái trung tâm nghiên cứu vậy qua rồi. Đúng là nó làm không, qua bên quá đây mới đẹp. là viện nghiên cứu đúng nè, kiểu như là nhà kính nè, bên đây rất là nhiều khủng long nha, có đi lô nha, coi chừng nha, anh phun nó hết đi cũng được nữa. À, bên đây có spam khủng long các bạn ơi. À, bên đây là dùng để nghiên cứu, nó nhốt mấy con rồng mấy con gì ở trong này thế gì nè. Núm hả? Không, ở trong là toàn là núm không à, mà núm kiểu như trong cái DLC mà Aberration á, đạp lên núm đỏ thì bị kiểu như bị phê núm, còn này là không có. À, trong này nó trồng nấm các bạn ơi. Ở trong này em thả mấy con khủng long con vô đây nuôi được này thì Hồi đó em cũng tính là da kiểu con như chu đòn, nó da con đây chu qua đòn nó đây. cắn anh. Mày dám ăn hiếp giáo sư, có chết Rồi. hả? Sao rồi, Xỉu. xỉu rồi hả? Ê, À, con chết gì rồi, nó cắn anh? mày Ta cái này mày vô như lúm như vậy. ok em chờ. Thấy mình xỉu đè bay ra đè hấp gì luôn rồi. Ok, để em chờ anh ăn trái trắng nè, anh tỉnh dậy nha. Tỉnh nè em ơi. Rồi, anh quay về con rồng đi. Có gì anh cứ phun đại đi, con rồng ăn mạnh lắm. Dù tôi ra nốt là muốn quýnh mình không chừng nữa Đây. Cầm này cầm lửa cơ. Rồng băng anh. À, Rồng băng cái hiệu ứng của nó phun á là kiểu như làm chậm đối phương. lửa băng Rồng lửa sao mà quán được. thì dùng lửa băng nó phun ra lửa mà lửa băng Thôi, tìm cái ơi, này để em coi cái này tên chỗ này nào để khám phá nữa cho các bạn xem. The Real Fly vô đây Real nữa. Fly vô đây nè, đúng rồi, cái trong công À, nghiệp anh vô bullet chưa? Anh vô bullet chưa chưa? chưa chưa Ok, giờ đá vào đây nè. Trời ơi, im xịt thế. Đã quá ha các bạn. Rồi có gì nè, tập này làm tham quan ha, cho các bạn đi tham quan cái thành phố này mở rộng tầm mắt ha. Phố của tương lai. Bullet ở trong đây thì kiểu như có cái máy gì đã lắm, nhìn nó làm đã lắm. Chỉ có mấy bộ đồ cảnh sát nữa mà mặc không được. Kìa bên kia kìa, bên đây nè. À, chỗ này nè. City Police. À, nó có cái máy gì ta, kiểu như là cái mấy cái xe đó là xe bay mà của tương lai ha, dùng để cho cảnh À, sát đúng rồi. đi, kiểu đi từng các bạn, giống như là cái thế giới vậy nè, cái thế giới tương lai mà trong thế kỷ 22 của Nobita đúng không? Mình Đúng rồi, được cũng gần coi gần giống vậy đó. anh chơi là game, mấy game này là anh liên tưởng là như như điện luôn. Bây giờ quên mẹ đừng ra rồi. Trời 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 trời. Nước nữa. Rồi rồi Đây rồi là rồi xong rồi xong rồi. ăn nước hả? Đây, đây đây em có đây. Có trái cây Em còn có một loại một thôi. đi em ơi. Ok. Rồi đúng rồi, cái này là đúng là cái thế giới tương lai ở phim Nobita đấy, giống cái trang luôn. Phim Pokemon. Rồi để coi coi. Anh có vô cái nhà nhà cao cao bên đây chưa? Đây nè, Chưa luôn. cái này. Ủa, bên Ôi, đó trong nhìn này đẹp không. thấy ghê vậy trời. Trong này không có gì xuống dưới. Tòa nhà này cao tầng. Nhìn nó làm đẹp thấy ghê các bạn. Làm À, chắc khu này kiểu như khu đẹp rồi. khu Khu này này là là khu khu trung đẹp, tâm khu nhà nè. giàu. Ồ, ở dưới kìa, ở dưới có hai cái chiếc máy bay gì kìa. Ui. Ui. Đâu em? Ui, đi nha, đây nè, đây nè. Rồi. Ok, đây nè. Đây à? Ui.
bị nhìn đã nha. Thôi nhìn giống như là xe mà xe bình thường, ô tô là biết bay ha, còn xe này xe biết bay luôn. Ở trong đây có gì không? Kiểu này kiểu như đây là cho mướn xe chạy vòng vòng city gì đó. À, mấy cái xe này là xe của tương lai nè bạn, kiểu mà xe bay được trên trời luôn á. Nó không bán sao? Nó không bán. Oh. Nó mod để chưng cho đẹp thôi chứ nó không bán. À một hồi anh đi này không, anh đi này không, anh nhìn ra em nè, anh đi này không? Đâu? Anh đi này chưa? Này hả? Rồi này cái thang máy. Kiểu như thang máy. Nó quỷ đó nó nhảy à. Nhảy gan năm tay à. Ờ gan năm tay. Hay nha. Đúng là nó làm cái mát này hay quá các bạn. Kinh dị thiệt. Này tập này đi tham quan thôi. Rồi lần nữa mình coi đi săn thú rồi sao cho các bạn xem. Chắc hết rồi đúng không em? Ờ hết rồi. Rồi lại thành phố này hết rồi. Adu, trên đây có con cá gì nè. Đâu anh? Em con cá gì nè, con cá. Con cá chép. Con cá nhìn rất là quen á, nhưng mà nó làm trong đây nó làm 3D lên nhìn ghê thiệt. Đã. Nhìn đẹp. Sướng quá đi. Ôi bên đây có một cái ô nhỏ này không biết là té xuống có chết không, đem vô thử trước đi. Ui, sâu thế. Đúng là nó nhìn đẹp thiệt các bạn ơi, nhìn màu mè đẹp vãi. À, W E S T là West. Bên đây là Auto Paradise. Rồi em bên đây có ngoài không? Em bay xích lên cái anh chụp cái tấm hình cái cho nó đẹp làm ảnh thumbnail cái. Cái thành phố gì mà nó đẹp kinh dị thì chứ. Ở đó anh đứng trên cái thành này cái anh quay, anh bóp chiếc ca anh quay mặt vô. Mình nè. Đó là đây hai anh em chụp chung nè. Ok đúng rồi, hợp lý. Phiếu đây cũng ổn rồi. Rồi. Rồi đứng xét lại cho ta thêm gần nhau hơn. Né né qua coi chừng con quỷ con rồng nó đá một cái vừa đuôi nó té vô. Rồi. Xuất lên tí nữa. Chụp cái hình rồng không em? Cũng được, anh đứng bên kia con rồng đi, em đứng bên đây con rồng. Ok. Nhìn cái góc độ này cho con rồng nó dạng em quá. À, em lấy hình con cá là chủ yếu nè. Có hình cá nè. Cá phía sau rồi. Ok. Rồi, đó. Ngon lành. Rồi, để coi còn cái gì nữa không? Bên đây thì chắc là hết rồi. Tại vì bên đây thì anh Phương đã review rồi. Anh đã đi rồi. Nhìn quá đẹp các bạn ơi. Cái thành phố. Buổi tối càng đẹp nữa. Buổi tối anh nhìn nó thấy nó chói mắt, nó nhức mắt luôn rồi chứ. Đâu làm chỉnh buổi tối thôi. À, buổi tối nè, 12 giờ đêm. À, chỉnh 12 giờ đêm thôi. À đồ. Nhìn lộng lẫy liền ha. Trời các bạn nhìn xem thấy buổi tối nó đẹp thiệt ghê không các bạn. Nhìn nó nhức con mắt, nó nhức nách luôn. Mấy kêu mà nhảy rang nằm tay chứ kìa. Nhìn phê thiệt chứ. Cái thành phố đúng là biết chừng nào mình mới được ở trong cái thành phố gì trời. Thành phố mà đổ nát vậy hả? Không, thành phố tương lai ở trên em. Nhưng mà anh nghĩ là chắc có, sau này có. Nếu mà bây giờ mình đèn đuốc, giờ nhìn cũng đẹp á. Cái này chắc làm được. Ok thôi được rồi, dừng video này đi em ơi. Sao anh em mình đi săn thú rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại một like và subscribe cho mình và anh Phương để có anh em mình có động lực làm tiếp những cái tập sau của ARK Call of Genesis nha các bạn. Bye bye. Ok rồi, bye bye tất cả các bạn ha. Nhớ like đăng ký nhiều vô các bạn. Nói một chút xíu nó cắn lưỡi tắt thở luôn. Rồi bye bye nha.